Hello, hello, thân chào tất cả các anh chị em. Mình tên là Dục Mai, thì mình sẽ làm một cái video này nữa để cho anh chị biết thêm những cái cách trả hàng lại từ Amazon. Amazon thì nó có rất là nhiều cách để trả hàng lại và rất là nhiều chỗ để trả hàng lại. Thì đợt trước mình có làm một cái video để trả hàng lại từ một cái gọi là locker, Amazon locker. Thì hôm nay cũng là một cái dịch vụ của Amazon cộng tác với một cái department store gọi là Cole Department Store. Cái chữ nó đâu ha? Thì đây là cái chỗ là chỗ công cộng, thành ra là mình phải mang cái mask để đi vào. Và cái cách trả như thế nào thì mình sẽ cùng anh chị tham khảo ha. Hướng dẫn anh chị làm sao để bắt đầu mình trả hàng lại. Ok, bây giờ đeo vô. Trước khi trả hàng lại thì mình cũng nói là khi mà mình trả hàng lại thì mình cũng lên website rồi mình bấm những cái require để làm sao để trả hàng lại. Sau đó thì mình in một cái label ra. Sau mình in ra thì mình sẽ dán vào như vậy ha. Đây, anh chị thấy mà in vào in ra rồi dán lên cái thùng như vậy, thì tới đây á, thì mình chỉ cần drop off, nó gọi là drop off có nghĩa là bỏ lại đây rồi nó scan thôi, chứ mình không cần phải trả tiền bất cứ cái gì hết. Ok, sau đây là bắt đầu mình đi vào để trả hàng lại nha. Let's go. Gọi là Cole Department Store, là chỗ bán quần áo vân 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 vân. Thì mai mốt mình sẽ làm một cái view về những cái tiệm như vậy. Thì hiện tại thì mình đi làm cái này trước. Đây luôn luôn họ luôn có các bạn mở giờ mấy giờ mấy giờ, nhưng mà đặc biệt là luôn luôn phải healthy, sạch sẽ. Rồi, cũng là lần đầu tiên mình đến đây để trả hàng, thì bây giờ mình phải đi tìm customer service để hỏi nó làm sao để trả hàng. Excuse me, ma'am. How can I return Amazon? Right down that aisle there. Okay. You'll be on the left hand side. Thank you. You're welcome, sir. Okay. Ở đây họ rất là lịch sự. Cái miệng thương đó cũng khá lớn. Ok, đây là nó sẽ nằm trong cái góc. Mình nghĩ là có thể cái tiệm này nó đã hợp tác với Amazon để bán đồ, tất cả những cái đồ này ở trên Amazon. That's why họ tận dụng cái chỗ với nhau, dịch vụ với nhau để họ làm những dịch vụ trả đồ lại luôn. Giờ đây là phải đeo mask ha. Thời buổi bây giờ đi đâu cũng phải mask. Drop off, return. Tất cả thì thấy không? Đi đâu cũng để ý những cái sign như thế này. Drop off, return. Mình sẽ đi vào. Ok. Ok, bây giờ mình đợi để có nhân viên làm cho mình. Please wait. Luôn có sự hướng dẫn rất là tận tình, chỉ cần mình để ý một chút xíu. Ok. Cover, phải cover luôn cái mũi. Thường thì 5-10 năm trước thì cái tiệm này nó khá là đông, vì sao có những cái chương trình, những cái cách làm online, buôn bán online. Thì bây giờ thì đó là khá là vắng so với quý kèm như vậy. Okay. Just check for me, just so that I'm informed about, you know. He's not telling me, he doesn't tell me.
Đây hơi lâu nha các anh chị, đợi một phút để mình muốn cho các anh chị thấy nguyên một cái quá trình trả lại in person, có nghĩa là với người mình trả đó. Hôm bữa mình làm cái video á thì mình trả với cái máy. Yeah. Oh, sorry. Thank you. Okay. Hello. Just like you drop up. Oh, sorry. It's right here. Đây là quá trình để mình trả lại như thế nào, và họ đã scan cho mình. Khi scan xong họ làm được gì để make sure là mình sẽ nhận một cái receipt, để có gì thì mình có thể nói chuyện với họ là họ đã nhận hàng của mình rồi, lỡ như cái hàng của mình nó bị thất lạc something. Alrighty, that's it. Thank you. Thế là xong. Thì đây là cái receipt cộng thêm 25% coupon của Cole. Đó. Họ hợp tác và họ quảng cáo rất là hay. Đây là một cái cách trả lại. Nhưng make sure các anh chị sẽ nhận được cái này ha. Receipt. Thì là có gì thì mình biết được là hàng thất lạc như thế nào, mình có thể nói chuyện với họ. Rồi, thêm một cái video nữa để đóng góp, chia sẻ và phục vụ các anh chị ở khắp nơi ở nước Mỹ đang có những cái mua đồ trên Amazon bằng tiếng Việt. Vì bản thân mình thì mình tìm những cái này liên quan đến tiếng Việt thì không thấy đâu hết, chưa thấy. Nhưng mà ở Mỹ, lên bấm tiếng Mỹ thì nó rất là nhiều. Thì mình nghĩ, ủa tại sao mình không làm như vậy bằng tiếng Việt cho nó thoải mái. Anh chị em người Việt mình, ai biết hoặc là ai chưa biết thì có thể họ sử dụng, họ xài. Ok. Have a good day.